Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trường Quân, tôi quý chính ở đây. Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ quyết định, đấy là chơi trò chơi trốn tìm ở trong mê cung. Thì cái ý tưởng chơi trốn tìm ở trong mê cung này thì mình thấy cũng rất nhiều bạn đã comment từ rất nhiều cái video. Nên ngày hôm nay bọn mình sẽ quyết định thực hiện cái thử thách, đấy là chơi trốn tìm mê cung nhá. Thì phần thưởng dành cho người chiến thắng đấy sẽ là 5 triệu đồng. Gì vậy? Chú. Vậy là tôi để cho thấy cái cây xoài nhà mình sai quả quá cho nên ăn thử một trái. Nhưng mà kết quả là chua hả? Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thử xem thử có chua không nhá. Thì như thường lệ mình sẽ là người đi tìm Tuân Trẻ Châu và những người bạn sẽ là những người đi trốn. Thì tất cả sẽ có khoảng thời gian đó là 10 phút để tìm chỗ trốn. Trốn làm sao cho thật kỹ ở trong mê cung này thôi. Đã hiểu chưa? Có nghĩa là không được trốn ra bên ngoài, chỉ được trốn trong mê cung thôi. Ai mà ra bên ngoài là phạm luật, là thu cuộc luôn. Ok chưa? Ok. Rồi bây giờ tất cả sẽ có thời gian là 10 phút bắt đầu. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đứng ở đây và đợi hết 10 phút thì mình sẽ bắt đầu vào bên trong để mình tìm nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉ đứng ở đây thôi, mình sẽ không nhìn ra đằng sau. Nếu mình nhìn ra đằng sau là mình sẽ biết được mấy thanh niên ở chỗ đâu. Chung với bạn Hiếu nha mấy bạn. Ngọc giúp bọn mình nha. Ok. Sử dụng cái bàn này để ngụy trang ở bên trong đây thì mình sẽ xay dây kèm để cột cái bàn này lại và mình sẽ chua lại một cái lỗ bên trong đây để mình núp nha các bạn. Còn mình thì trốn trong cái xó này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chốt. Bây giờ mình sẽ chạy lòng vòng để trốn luôn nha các bạn. Thì bây giờ bọn mình đang trốn ở trong cái hộp này nha các bạn. Nóng quá các bạn ơi. Ok các bạn ạ, như vậy là nãy giờ cũng được tầm 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm. Thì mình cũng sẽ có thời gian là khoảng 10 phút để tìm được tất cả 5 thanh niên ở trong cái mê cung này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tranh thủ thời gian, mình sẽ bắt đầu đi tìm luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trò chơi trốn tìm của mình luôn. Bây giờ mình sẽ đi tìm 5 thanh niên đang trốn ở trong mê cung này. Thì tiện vừa chơi trốn tìm thì mình cũng sẽ vừa review cái mê cung của mình cho các bạn biết được luôn. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên trên đây xem thử có thanh niên nào trốn ở đây không. Đấy, các bạn có thể thấy là mê cung của mình là có những con đường dẫn tới đường cụt. Đấy, đi đây là phải vòng lại đi lối khác. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm ở xung quanh đây. Mình sẽ tìm thật là kỹ các bạn ạ. Mình sẽ tìm ở trong mấy cái ngóc, mấy cái bụi xem thử có thanh niên nào trốn không. Thường thường thì cái mê cung này là cái mê cung nhìn xuyên tường, cho nên rất dễ có thể nhìn được. Nhưng mà mình vẫn cần nhìn kỹ để xem được có ai trốn không. Ok, như vậy là chỗ này là không ai trốn này. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp lên trên đây. À, chỗ đây có cái này. Xem được có thanh niên nào trốn trong đây không. Ok, như vậy là không có thanh niên nào trốn trong đây hết các bạn ạ. Cái đây là mấy cái tấm tường á, mà mình làm mê cung mà còn dư á, cho nên mình vẫn để ở đây. Đây có thanh niên nào đào hố trốn tới đây không? Không có luôn các bạn ạ. Và đây là bắt đầu lên tới cái mê cung, đấy là không thể nhìn xuyên tường được nữa nha các bạn. Cái mê cung này thì cũng khá là rối, nó có nhiều, rất nhiều cái hóc á. Nên mình sẽ tìm ở mấy cái hóc này xem được có thanh niên nào trốn không. Ok, như vậy bên đây không có ai luôn. Rồi mình sẽ tiếp tục lên trên đây luôn. Không biết là trong vòng thời gian 10 phút mình có tìm được ai không ấy chứ. Sợ 10 phút mà không tìm được ai. Tình hình là đã hơn 2 phút rồi mà mình vẫn chưa tìm được thanh niên nào cả. À, cái đường đây là cái đường để xuống cái mê cung nhìn xuyên tường các bạn ạ. Chỗ đây là mấy cái đường cụt rồi, không có ai này. Ok, như vậy là mình đã tìm được một nửa của cái mê cung rồi. Bây giờ vẫn còn một nửa nữa.
Ok, bây giờ mình sẽ thử tìm ở trong mấy cái ngóc đây. Em thử có ai không? Ngóc này không có ai này. Không có luôn. Ủa sao mấy cái này nó trốn ở đâu ta? Mình nãy giờ mình đi tìm gần hết cái mê cung rồi vẫn chưa thấy đứa nào luôn á. À mình vừa nghe tiếng có thằng nó chạy rồi. Thằng Ngọc rồi. Ok, mình vừa bắt được thằng Ngọc. Anh thấy mày rồi, hồi nãy mày đứng ở đây bị ăn bắt rồi mà. Ok, như vậy là mình vừa bắt được một thằng đầu tiên. Thằng Ngọc cái tội không chịu trốn, chạy núp núp mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp. Mình sẽ bắt đầu tìm lại từ ở chỗ đây để xem được có thân niên nào trốn ở mấy chỗ này không. Ok, được đấy. Chỗ này hồi nãy có thân niên Ngọc, ở là không có ai. Bây giờ mình sẽ đi vô cái mê cung này nha các bạn. Đấy, anh em nhìn cái mê cung này dối không? Rất là nhiều đường luôn. Ở chỗ đây lại có thêm một đường nữa này. Xong trên đây lại có thêm rất nhiều đường. Bây giờ mình sẽ đi lối đây. À đây các bạn ạ. Thấy chưa? Các bạn nhìn nhá. Tại anh em thấy không? Nhìn như kiểu nó có thằng đang nằm trốn đây này. Bây giờ mình sẽ lại mình khui ra nhá. À, trời ơi, cái quần què gì vậy? Không có thằng nào ở đây luôn các bạn ạ. Vãi cả trướng. Ta không có thằng nào trốn ở dưới đây ta. Ui vãi luôn. Thế mà hồi nãy mình nhìn y chang như là có thằng nào trốn ở đấy á. Ok, chỗ đây thì là một bức tường cụt nên không có ai cả. Chỗ đây cũng là đường cụt luôn các bạn ạ. Ok, như vậy là cái đường này là mình đã tìm xong rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cái đường còn lại. Đấy là cái đường này. Ok, đường này thì không biết có ai không ta. Vậy là không có ai hết các bạn ạ. Ôi cái đường này hình như cũng không có ai ta. Cái đường này mình chả thấy ai hết các bạn. Các bạn thấy cái đường này có ai không các bạn? Rồi ta đi em. Đứng ở đấy làm gì? Ok, nhưng mà là có một thanh niên đấy là trốn ở cái bụi. Nghĩ là mình không thể thấy được nhưng mà rất là dễ nhìn thấy luôn em ạ. Em trốn đấy rất là dễ nhìn thấy. Em biết tại sao không? Tại vì người em rất là to. Em trốn ở đấy làm sao mà cây nó che em được. Thế là em phải trốn ở mấy chỗ nào mà cây nó tốt hơn nó mới che được. Còn em người em to này em trốn lấy đâu được đâu. Chia buồn cùng em nhá. Ok, như vậy là mình đã tìm được 2 thanh niên rồi. Như vậy là chỉ còn 3 thanh niên nữa thôi nha các bạn. Ok, tiếp tục. Thì ở đây cũng là một cái đường cụt. Không có ai hết các bạn ạ. Đường cụt luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vòng ra được. Mình sẽ đi xuống dưới cuối mê cung để xem thử có ai không. Ok, mình sẽ đi đường này. Đường này trước mình thiết kế mê cung á, cái đường anh em thấy cái đường luồn dài dài này là một cái đường để đi móc nhau, để bắn nhau các bạn. Rồi, như vậy là ở đây là mình thấy là có một cái hòm kho báu. Đây, anh em thấy không? Đấy, chơi trốn tìm bao nhiêu lần rồi. Đấy, mấy thanh niên này đi trốn toàn tục dép ở bên ngoài này. Bây giờ mình chắc chắn là thể nào cũng có thanh niên trốn ở trong cái hòm kho báu này. Còn chơi đặt ghế lên đấy chứ. Ok, chuẩn bị khui quà nào. Ôi, khui quà nào. Ok, như vậy là có 2 thanh niên trốn ở trong cái đây luôn các bạn ạ. Trốn mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại luôn kìa, dính ướt hết áo luôn này. Sao cảm giác trốn trong cái hòm kho báu này như thế nào em? Rất là nóng anh. Rất nóng luôn hả? Ok, như vậy là mình đã tìm được thêm 2 thanh niên nữa. Đấy là Nam Lầy và thanh niên Hiếu. Thì hiện tại chỉ còn một mình Tuân Trẻ Châu thôi. Mà mình không biết là Tuân Trẻ Châu trốn ở đâu ta. Tuân Trẻ Châu trốn đâu, trốn ký giữa trời. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình đi vòng lại cái mấy cái mê cung cũ xem thử Tuân Trẻ Châu nó có chơi chạy, nó chơi trốn, nó vòng về mê cung cũ không nhá. Tìm mình không thấy mình. Tớ đến mấy lần này là không thể nào tìm thấy mình đâu, do mình núp ở trong đây khá là kỳ á các bạn.
như tư vấn với tôi. Tôi quên mẹ đang tím ở bên ngoài các bạn. Tôi biết mày nhìn ở trên xuống dưới là thấy mất thôi, chứ còn mặt phẳng dưới đây là không thể tìm thấy mình được rồi. Để nó trốn ở trong đây các bạn ạ, là mình tìm mãi không thấy. À, Tuần Trẻ Trâu khá là thông minh luôn các bạn ạ. Đây, như vậy là đây các bạn thấy này. Đây là Tuần Trẻ Trâu đấy, là sử dụng xây một bức tường giả ở bên ngoài. Đấy, xây một bức tường giả bên ngoài để mình không thể nhận ra, để mình nghĩ đây là một cái đường cột, nhưng mà thực ra đây không phải một đường cột. Tuần Trẻ Trâu còn chơi sử dụng kém để cột lại y chang như mình luôn, nên là mình không phát hiện ra được. Như vậy là mình đã tìm được Tuần Trẻ Trâu rồi, nhưng mà thời gian thì đã hơn 10 phút rồi. Cho nên Tuần Trẻ Trâu là người chiến thắng, và Tuần Trẻ Trâu sẽ nhận được 5 triệu đồng từ mình các bạn ạ. Vá cả trưởng, Tuần Trẻ Trâu trốn ghê quá. Không phải là ghê mà là trốn theo kiểu thông minh các bạn, theo kiểu IQ cao á. Thanh niên xây một bức tường giả để trốn vào bên trong. Hồi nãy mình tìm mãi mình không thấy, nên mình mới bảo là thôi mình sẽ nhìn xiên, mình ngó lên xiên tường để mình nhìn. Thì mình ngó một phát là mình phát hiện Tuần Trẻ Trâu nó trốn trong đây luôn. Khá là hay, tuyệt vời. Ok các bạn ạ, như vậy là kết thúc trò chơi trốn tìm, thì Tuần Trẻ Trâu là người cuối cùng mình không tìm được, cho nên Tuần Trẻ Trâu sẽ chiến thắng và nhận được 5 triệu đồng từ mình nha các bạn. Thì ở đây là 5 triệu, bây giờ mình sẽ treo thưởng 5 triệu này cho Tuần Trẻ Trâu. Đây, chúc mừng Tuần Trẻ Trâu nhá. Ok các bạn ạ, thì clip của mình cũng dừng lại đây rồi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.